Các bạn đang xem clip là một chú người nước ngoài, chưa rõ là nước nào, Indo hay Malay vậy á. Để các anh em đang thấy là chú đang dùng cái ống bơm xe đạp để làm khí nén sơn xe nha anh em. Trong câu chuyện này có rất là nhiều điều mình cần suy nghĩ nha. Chú quá tuyệt vời.